Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã tới kênh của mình. Sau đây thì mình sẽ tổng hợp bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 vào trưa ngày 8 tháng 12 năm 2019. Đội tuyển Việt Nam cũng có một bước tăng tốc vọt, nhảy vọt đấy các bạn ạ. Đây, đội tuyển chủ nhà Philippines thì vẫn đứng đầu bảng với 90 huy chương vàng, 68 huy chương bạc, 71 huy chương đồng. Đội Indonesia với 52 huy chương vàng, 49 huy chương bạc, 66 huy chương đồng. Và ngay sau đó là đội tuyển Việt Nam với 49 huy chương vàng, 53 huy chương bạc, 65 huy chương đồng. Đội Thái Lan trong sáng hôm nay thì vẫn chỉ được 41 huy chương vàng, 53 huy chương bạc, 59 huy chương đồng. Và xếp top dưới là đội Singapore, Malaysia. Đội Lào thì vẫn chưa được huy chương và đội Đông Timor vẫn chưa được huy chương nào các bạn ạ. Trong lúc mình cập nhật đây thì đội tuyển Việt Nam thì vẫn từng đó huy chương, nhưng mà đội Indonesia đã tăng lên là 50 huy chương vàng rồi các bạn ạ. Đội tuyển Việt Nam này của mình cũng rất nguy hiểm, tại vì Thái Lan rất là mạnh. Các kỳ SEA Games trước thì đội tuyển Việt Nam cũng chỉ xếp hạng thứ ba thôi.